Tết Nguyên Đán. Tại Quảng Ngãi, mỗi ngày có hàng chục chuyến tàu chở những người con xa quê trở về đón Tết. Mặc dù ngày cuối năm bận rộn, nét mặt ai cũng đều rạng rỡ, tươi vui, hối hả để lên tàu. Những ngày này thật đông đúc, nhộn nhịp. Ở các phòng chờ luôn tấp nập hành khách cùng hành lý. Nhiều người tranh thủ mang nhiều quà cáp để về quê đón Tết. Ở các quầy bán vé tàu, khách hàng không phải chờ đợi lâu. Hành khách cũng có thể thao tác mua vé qua Internet, điện thoại, smartphone hay chỉ với cú click chuột có thể tự in vé hoặc kiểm tra check thông tin, in vé tại các máy đặt sẵn ở trong ga. Tại các quầy hàng ăn nhanh, nhộn nhịp không kém, nhiều người gọi thêm bánh mì, đồ ăn tranh thủ lên tàu cho kịp giờ. Tại sảnh lớn ở nhà ga, nhiều bạn trẻ còn tranh thủ tự sướng. Việc kiểm soát thẻ lên tàu hỏa trong nhà ga cũng rất trật tự bởi đã có hướng dẫn thông báo. Các hành khách đều mang theo vé và giấy tờ tùy thân khi qua cửa kiểm soát nên không mất nhiều thời gian chờ đợi. Tại trong và ngoài phòng soát vé, nhà ga đều bố trí nhân viên ở những điểm chờ để cho chỉ dẫn những hành khách tận tình. Nhân viên phụ trách các toa đều rất lịch sự khi tình nguyện giúp đỡ hành khách vận chuyển đồ đạc lên và xuống tàu một cách an toàn. Khi nhà ga thông báo bán vé tàu Tết, tôi đều lên mạng săn được vé, đẹp. Trẻ con mua vé chỉ với nửa số tiền được nhưng nguyễn chỗ. Nếu như năm ngoái, tôi đặt vé trên mạng, có thể gọi điện yêu cầu nhân viên bán vé mang đến cơ quan miễn phí. Trên những chuyến tàu kín chỗ ngồi, ngành đường sắt bố trí thêm những vé ghế phụ để tất cả những khách đến ga đều có thể mua vé lên được tàu. Không phải chờ đợi quá lâu để có thể sớm trở về quê đón Tết. Dù chỉ ngồi ghế phụ, ngồi dọc lối đi, ngồi giữa những điểm nối giữa hai toa tàu hoặc ở góc cuối tàu, nhưng các hành khách đều này cảm thấy phấn khởi, quên hết những mệt mỏi bởi sắp được về nhà quây quần bên gia đình và người thân.